Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình nấu ăn với Quốc Việt Foods. Hôm nay xin giới thiệu món phở sườn bò nấu bằng nồi nấu nhanh Instant Pot. Nguyên liệu gồm có 1 lon cốt phở bò Quốc Việt, 2 gói bánh phở Quốc Việt, 1 bẹ sườn bò khoảng 2 pound. Để được nước lèo phở trong và thơm, phải cần trụng sườn bò với nước sôi và muối khoảng 15 phút. Ngoài ra, trụng sườn bò còn làm mất đi mùi hôi của sườn đã đông đá từ lâu. Sau đó, lấy sườn ra, rửa, cho thật sạch hết bọt, dơ từ máu và tủy xương. Nhớ cạo hết bọt, dơ từ hai đầu khúc xương. Trụng sườn bò còn làm mất đi mùi hôi của sườn đông đá. Trụng sườn không làm mất độ ngọt của sườn. Cuối cùng, phải đổ nước trụng sườn đi. Cho sườn bò vào nồi Instant Pot với 4 khoát nước nóng. Với 4 khoát nước nóng, cần nửa hũ hay 6 tablespoon cốt phở bò Quốc Việt. Tất cả 18 loại cốt cô đặc của công ty thực phẩm Quốc Việt Foods không cho thêm bột ngọt MSG hay hóa chất bảo quản. Ngoài ra, nấu ăn với 18 loại cốt cô đặc Quốc Việt không cần cho thêm nước mắm hay các gia vị khác. Sau đó, cho thêm 1 củ hành tây trắng và 3 lát gừng vào nồi Instant Pot và đậy nắp lại cho thật kỹ để giữ kín hơi khi nấu. Bấm vào nút Pressure Cook và bấm vào nút Custom và vặn 15 phút cho khoảng 2 pound sườn bò. Khi nấu xong 15 phút, bấm vào nút Cancel. Sau đó, bạn bấm nút trên nắp cho hơi ra hết, vì nếu hơi không ra thì sẽ không mở nắp được. Trong khi đợi hơi ra hết thì bấm nút Sauté, sau đó mở nắp ra. Trong lon cốt phở bò Quốc Việt đã có sẵn 2 gói hương liệu phở. Sau đó tách ra và coi chừng bị rách. Cho 1 gói hương liệu phở vào nồi Instant Pot và nhớ không giữ lâu quá 20 phút. Bạn có thể cho thêm bò viên nếu thích. Sau đó bấm qua nút Sauté và nấu sôi lăn tăn, mở nắp. Bánh phở Quốc Việt rất ngon, đã hấp chín cho nên bạn không cần phải trụng bằng nước sôi. Chỉ cần trần qua nước nóng 190 độ khoảng 1 giây. Sau đó, bạn lấy bánh phở ra và cho vào tô. Chuẩn bị gấp sườn bò đã mềm cho lên tô và trang thêm vài viên bò viên. Nhưng bạn phải cần điều chỉnh lại nước lèo coi đúng khẩu vị của gia đình bằng cách thêm nước hay là cho thêm cốt phở bò Quốc Việt. Và cho thêm rắc thêm lên trên tô vài cọng hành và ngò cùng với hành tây bào mỏng. Vậy là các bạn đã có được tô phở sườn bò viên với sợi bánh phở thật thơm và dẻo, với cốt phở bò và bánh phở Quốc Việt. Chúc các bạn thành công. Thắc mắc xin gọi 714-283-3663 extension 321 hay mua online order at quocviet.com hay trang mạng www.quocvietfoods.com.